trong tọa đàm quốc tế về du lịch Việt Nam trong thế kỷ 21, trong hai ngày mùng năm, 6 tháng 12 năm 2019. Tọa đàm quốc tế về du lịch Việt Nam trong thế kỷ 21 chính thức diễn ra tại Trường Đại học Anh Quốc Việt Nam với sự tham gia của gần 100 đại biểu, diễn giả và khoảng 120 sinh viên đến từ Việt Nam và các quốc gia trên thế giới như Vương quốc Anh, Pháp, Tây Ban Nha, Úc, Iran, Indonesia, Thái Lan, khai mạc ngày mùng 5 tháng 12 năm 2019 tại Đại học Anh Quốc. Sự kiện mở ra một diễn đàn cởi mở để các nhà nghiên cứu, các chuyên gia và các sinh viên, cá nhân quan tâm có cơ hội thảo luận về các chủ đề được quan tâm nhất hiện nay trong ngành du lịch, từ đó đề xuất các nghiên cứu hướng đi đúng đắn để phát triển du lịch Việt Nam. Cùng với đoàn sinh viên năm cuối chuyên ngành quản trị du lịch và quản trị sự kiện đến từ trường Đại học Staffordshire, phiên thảo luận đã diễn ra sôi nổi với các câu hỏi về tương lai sự nghiệp, việc rèn luyện và thực hành trong nhà trường hay những kỹ năng mà sinh viên Việt Nam cần trang bị để đáp ứng được yêu cầu khắt khe của ngành du lịch trong nước và quốc tế.